Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979, trong 6 tháng đầu năm, mọi sự bất ổn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, 12 con giáp luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người Á Đông chúng ta. Chắc hẳn việc mình thuộc con giáp nào là điều mà ai cũng biết. Trong đó tuổi Mùi là con vật hiền lành, có vị trí đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Bước sang năm 2021, những cô chú tuổi Mùi sẽ gặp những khó khăn gì? Có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của cô chú tuổi Kỷ Mùi 1979 trong 6 tháng đầu năm 2021. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất từ chương trình. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi có hung vận lấn át cát vận, cục diện xung thái tuế, kích phát suy nghĩ kỳ quái, phá vỡ mọi tiêu chuẩn, nguyên tắc cũ, gây bất lợi cho nhiều phương diện. Cô chú tuổi Kỷ Mùi phải đối mặt với xung thái tuế nên vận trình không được suôn sẻ, thuận lợi. Dù ít hay nhiều thì cô chú cũng sẽ đụng phải chuyện không như ý, khiến kế hoạch đề ra không được thực hiện hoặc tiến hành chệch hướng với mong muốn ban đầu. Mưu sự khó thành sẽ lâm vào tình trạng bế tắc. Nguyên nhân chính của những điều này bởi sự tự tin thái quá và có phần độc đoán của cô chú. Đồng thời, sức khỏe của cô chú cũng có dấu hiệu sụt giảm khá rõ. Tuy nhiên, lửa thử vàng, gian nan thử sức, đừng vì thế mà nản lòng. Vận mệnh nằm trong tay, cô chú vẫn có thể xoay chuyển được vận mệnh bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình. Nếu biết vận dụng tốt, cô chú vẫn có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Có điều, cô chú cần chú ý đề phòng đại hao, chủ hao tán tiền của hoành hành. Hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc. Cô chú nên hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Tài lộc của cô chú tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản. Đồng thời còn dẫn đến sức khỏe không tốt, sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy tai nạn bất ngờ. Để có một năm bình ổn, cô chú tuổi Kỷ Mùi nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, khung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Sau đây, xin mời cô chú hãy nghe chi tiết về tuổi Kỷ Mùi 1979 ở 4 phương diện. Đầu tiên, công danh và sự nghiệp. Cô chú tuổi Kỷ Mùi sẽ phải trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu góp ý và gợi ý từ người khác. Có những thời điểm, cô chú mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Xung thái tuế và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến cô chú khó kiểm soát được cảm xúc, sẽ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át khiến những người xung quanh buồn chán. Cô chú bị nóng vội, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Ở cơ quan, cô chú có mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp. Ở nhà thì xung đột với gia đình khiến lộ trình thăng tiến vốn đã làm áp lực lại thêm nhiều chông gai. Thậm chí cô chú còn vì sự thiếu tập trung mà bỏ bê công việc, sẽ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Trong 6 tháng đầu năm rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép quy tắc sẵn có để ép bản thân đi đúng hướng. Thầy phong thủy khuyên rằng để mọi việc phát triển một cách hành thông và thuận lợi, cô chú tuổi Kỷ Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân,
hợi, mão, mùi để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và các khí quý nhân giúp công việc của cô chú được hanh thông, thuận lợi. Quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc, tài chính. 6 tháng đầu năm, đường tài lộc của cô chú sinh năm 1979 không quá lý tưởng. Cô chú thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra, cô chú nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Cô chú cần tránh việc thiếu bình tĩnh và lý trí, có thể khiến cô chú gặp rủi ro tài chính. Những ai làm tư, làm chủ hay trong nhóm kinh doanh sẽ bị phá tài, hao tổn tiền bạc do ít vận may về thứ tài. Nhưng chỉ những ai biết chủ động nắm bắt, thực sự nỗ lực và biết quản lý tiền bạc mới có tiền chảy về túi. Ngược lại, khi cô chú thiếu kế hoạch cũng như mục tiêu tài chính rõ ràng hoặc tiêu xài lãng phí, tiền đổ về túi người khác mà thôi. Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, cô chú nên hạn chế tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà đất vội vàng. Nếu không, sẽ bị sập bẫy kẻ lừa đảo vì chính sự nóng vội của bản thân, tiền một đi không trở lại. Thầy Gia Cát khuyên cô chú để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh thì hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí này sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên và gia đạo. Hạn tương xung xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên đường tình duyên của cô chú tuổi Kỷ Mùi. Tình cảm vợ chồng giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Rất cần thời gian để cô chú sẻ chia và hóa giải mâu thuẫn. Nếu có thể, vợ chồng nên sắp xếp đi du lịch xa, tìm cách hâm nóng tình cảm. Có như vậy, gia đạo mới sớm được yên ổn. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu cô chú chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Còn với những cô chú còn đang ở một mình, cô chú sẽ ít có cơ hội cải thiện tình cảm, sẽ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác. Vì vậy, cô chú nên cho bản thân và cũng là cho người khác cơ hội để chăm sóc, bầu bạn với mình. Cô chú nên đeo vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về sức khỏe. Cô chú sẽ mắc các bệnh về hệ tim mạch cũng không được tốt cho lắm. Cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bên cạnh đó, cũng cần đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật. Đôi khi có do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, cô chú nên chú trọng việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ được nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, cô chú cũng đừng quá lo lắng, bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy, gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm. Cô chú cần chú ý đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, nhất là thai phụ, hết sức lưu ý vấn đề đi lại, kẻo sẽ bị động thai, thậm chí là sảy thai. Chính vì vậy, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đây sẽ là dự báo vận hạn 6 tháng trong năm 2021 cho tuổi Kỷ Mùi. Thứ nhất, tử vi tháng 1 âm lịch. 6 tháng đầu năm 2021, cô chú tuổi Kỷ Mùi phải chịu nhiều tác động của cục diện xung thái tuế. Song trong tháng âm lịch đầu tiên của năm mới, vận thế của cô chú về cơ bản vẫn khá ổn định. Nổi bật nhất là phương diện tài chính, cô chú gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh khá triển vọng, cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nắm bắt. Hơn nữa, cô chú vốn là một người chăm chỉ và cần cù, nên sức lao động chắc chắn sẽ được trả công xứng đáng.
phương diện sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Cô chú nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo nên có thể hiểu được, phân công, thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, có tác dụng khẳng định vị thế của bản thân. Tháng 2 âm lịch, tâm hợp giúp sức giúp cô chú đạt được những kết quả khá tích cực trong công việc. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi khiến cô chú gặp phải vấn đề khó khăn, giải quyết cũng luôn được nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Cô chú nên giữ thái độ tích cực, lạc quan, sẵn sàng chấp nhận thử thách, chứ không nên tự tạo ra áp lực không cần thiết cho chính mình. Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, cô chú nên mở rộng lòng mình và cho người khác cơ hội được thể hiện sự quan tâm, yêu mến với mình. Tử vi tháng 3 âm lịch. Cô chú tuổi Kỷ Mùi cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe của mình khi bước chân sang tháng 3 âm lịch. Thời điểm giao mùa, cô chú nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ mắc các bệnh vặt vãnh kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi, gây ảnh hưởng gián tiếp đến sự nghiệp và tiền bạc. Khi bắt tay vào làm việc, cô chú nên cố gắng hết sức mình, tập trung vào nhiệm vụ cần thực hiện, như vậy mới mong đạt được thành quả như ý muốn. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động, người đã lập gia đình cần dành nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Tử vi tháng 4 âm lịch. Tuổi Kỷ Mùi vẫn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong tháng 4 âm lịch. Cô chú nên xây dựng chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, đồng thời kết hợp rèn luyện thân thể, tăng cường sức đề kháng. Cứ sức khỏe tinh thần cũng là một trong những vấn đề đáng được quan tâm. Cô chú không nên bắt mình phải làm việc căng thẳng hoặc suy nghĩ bi quan trong khoảng thời gian quá dài. Ngoài ra, cô chú cũng không nên đến khu vực nguy hiểm hoặc tham gia những trò chơi mạo hiểm để tránh những sự cố bất ngờ. Các phương diện khác của cuộc sống như sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm không có nhiều biến động. Tử vi tháng 5 âm lịch. Tháng này, cô chú cần phải quan tâm hơn đến vấn đề kinh tế của bản thân và gia đình. Dưới sự ảnh hưởng của hung tinh kiếp tài, cô chú sẽ gặp phải tình cảnh phá tài, hao tài nếu đưa ra những quyết định quá mức vội vàng. Chuyện chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày cũng cần phải hạn chế và cân nhắc kỹ càng hơn. Nếu không, cô chú sẽ phải chịu áp lực do tiền không đủ tiêu, sự nghiệp phát triển tương đối thuận lợi, mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp có thể giúp cô chú khắc phục nhiều khó khăn một cách nhanh chóng. Tháng 6 âm lịch. Sự nghiệp của cô chú tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Nhờ thái độ tích cực và chủ động mà cô chú có thể dần dần giải quyết được những khúc mắc khó khăn từ trước đó. Tuy nhiên, dưới tác động của cục diện xung thái tuế, cô chú sẽ phải chịu sự nhòm ngó, xét nét của kẻ tiểu nhân. Chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, cô chú chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình và bỏ ngoài tai những lời thị phi. Trong chuyện tình cảm, cô chú đã chủ động hơn trong công việc tiếp xúc với mọi người. Nhờ vậy mà một vài cơ hội triển vọng có thể mở ra trước mắt. Cô chú có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng, hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của cô chú Kỷ Mùi trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của tuổi Kỷ Mùi. Trong nửa đầu năm 2021, chú tuổi Kỷ Mùi sẽ bị sao kế đô chiếu mệnh. Đây là sao thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tăng khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn sầu, họa vô đơn chí. Trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Còn quý cô tuổi Kỷ Mùi may mắn được thấy sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương là phúc tinh, tốt cho nam mạng, hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang đến sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang, thịnh vượng. Năm gặp được sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Cả cô và chú tuổi Kỷ Mùi đều gặp hạn địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này có chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói, kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc, có chuyện gia tang, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ giữa chừng.
Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Kỷ Mùi trong thời gian này gồm có các sao Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư gây hao tán tiền của, cản trở công việc và sức khỏe của ông bà. Cung tam hợp thì có các sao Tam Môn, Điều Khách, Lưu Hà báo hiệu gia đình có tăng chế, chuyện phiền muộn. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Hoa Cái, Thái Tuế, Pha Toái tăng lực cản cho công việc làm ăn, điểm báo tiểu nhân quấy phá. Nhìn chung cô chú tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ trải qua được 6 năm Tân Sửu, ít hay nhiều cũng sẽ đụng phải. Chuyện không như ý, theo kế hoạch đề ra không được thực hiện hoặc tiến hành chệch hướng với mong muốn ban đầu. Mưu sự khó thành sẽ lâm vào tình trạng bế tắc, tài lộc có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản. Đồng thời, còn dẫn đến sức khỏe không tốt, sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ va chạm giao thông. Tuy nhiên, nếu có thể, cô chú hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều vận khí tốt cho sức khỏe, cải thiện về sức khỏe và trí tuệ. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, video của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ và những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy. Quý vị đừng quên like, đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất về phong thủy vô cùng hữu ích. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.